Cô Thủy xin chào tất cả các bậc phụ huynh cùng các con yêu quý. Do dịch bệnh virus corona kéo dài nên cô và chúng mình đã xa nhau một thời gian khá là dài rồi đúng không nào? Không biết các con ở nhà thế nào? Có nhớ trường, nhớ lớp và nhớ các cô không? Còn các cô rất nhớ các con đấy. Hôm nay cô Thủy sẽ hướng dẫn chúng mình một tiết tạo hình. Muốn thực hiện được tiết này thì rất mong các bậc phụ huynh phối kết hợp cùng với cô chuẩn bị cho các con những vật dụng ở nhà như sau. 1. Hộp sắc màu. 2. Là bức tranh có in hình quả cam để cho các con cùng thực hiện ở nhà nhé. Bây giờ cô Thủy có một món quà rất là đặc biệt dành cho các con đấy. Chúng mình hãy nhìn lên đây xem đó là món quà gì nhé. 1, 2, 3, mở. Chúng mình hãy nhìn xem đây là món quà gì. Đây là một bức tranh vẽ hình gì nhỉ? Quả cam đúng không nào? Chúng mình cùng đọc với cô nào. Quả cam. Chúng mình rất là giỏi đấy. Chúng mình hãy quan sát xem quả cam này được cô Thủy tô màu gì. Màu cam đúng không? Nào, chúng mình cùng nhắc lại cùng cô nhé. Màu cam. Còn trên đây là bộ phận gì của quả cam nhỉ? Chúng mình đoán xem. À, đây là cuống của quả cam đấy các con ạ. Được cô Thủy tô bằng màu nâu. Chúng mình cùng nhắc lại với cô nhé. Màu nâu. Còn đây là phần gì của quả cam đấy các con? À, đây là phần lá của quả cam đấy. Lá của quả cam được cô Thủy tô bằng màu xanh lá cây. Chúng mình nhắc lại cùng cô nào. Màu xanh lá cây. Chúng mình thấy bức tranh này có đẹp không ạ? Bây giờ chúng mình có muốn tô bức tranh đẹp như thế này không? Muốn tô được bức tranh đẹp như này, chúng mình hãy quan sát lên đây xem cô Thủy thực hiện mẫu nhé. Bây giờ cô Thủy sẽ chọn màu để tô cho phần quả cam đấy. Cô sẽ chọn màu cam để tô cho bên trong quả cam. Và cô cầm bút bằng tay phải. Và cô khi cầm, cô cầm bằng ba đầu ngón tay, ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa. Và chúng mình nhớ nhé, khi ngồi học các con lưng thẳng và đầu hơi cúi, tay trái chúng mình đè vào tranh để cho tranh khi tô không bị xê dịch ra ngoài nhé. Và cô sẽ bắt đầu tô ở bên trong phần trong của quả cam. Và cô tô từ trên này xuống dưới này. Cô tô làm sao cho thật là đều màu, cho khít màu. Sau đó cô tô từ trái sang phải này. Cô tô thật là cẩn thận này, để làm sao không bị màu trườm ra ngoài. Nếu mà trồng màu trườm ra ngoài thì bức tranh của chúng mình sẽ không được đẹp nữa đấy. Nào, chúng mình hãy nhắc lại cùng cô. Cô đang tô quả cam màu gì đấy nhở? À đúng rồi, cô đang tô màu cam đấy. Chúng mình nhắc lại cùng cô nào. Màu cam. Chúng mình rất là giỏi đúng không nào? Thật là khéo léo đấy, để cho không bị trườm màu ra ngoài. Chúng mình nhớ là chỉ tô ở trong quả cam thôi nhé. Chúng mình mà tô không cẩn thận là màu sẽ bị trườm ra ngoài quả cam thì bức tranh của chúng mình không được đẹp. Cô Thủy đã tô xong phần quả cam rồi. Bây giờ cô sẽ chọn màu nâu để tô cho phần cuống của quả cam đấy. Bây giờ chúng mình, cô bắt đầu đặt bút này. Cô cũng tô bên trong phần cuống của quả cam đấy. Và cô tô thật là khéo léo để không bị trườm. Trườm màu ra ngoài này. Chúng mình hãy quan sát xem còn phần gì của quả cam chúng mình chưa được tô nhỉ? À, phần gì đây? Phần lá của quả cam đúng không nào? Lá của một quả cam có phải là màu xanh lá cây không nhỉ? À, bây giờ cô sẽ chọn màu xanh lá cây để cho tô cho phần lá của quả cam đấy. Cô bắt đầu tô này, cô cũng tô thật là khéo léo nhé, để không bị trườm này.
Đó. Nào khéo léo để cho quả cam cũng bị trườn ra ngoài đấy. Chúng mình nhớ là tô cần phải hết màu nha. Cô đó tô xong phần quả cam rồi. Chúng mình thấy quả cam của cô thế nào nhỉ? Có đẹp không? Vừa rồi cô Thủy đã hướng dẫn chúng mình cách tô màu cho quả cam rồi đúng không nào? Các con khi ở nhà chúng mình thực hiện thì các con có thể nhờ ông bà, bố mẹ quay hoặc chụp ảnh lại để gửi về tặng cho các cô nhé. Bây giờ thì cô Thủy xin chào và tạm biệt các con. Hẹn gặp lại các con vào giờ học sau nhé!